À, xin chào tất cả các bạn, cặp phuộc lò xo dầu gà cho anh em lên xe custom 50 nha các bạn. Này là xe custom 50 có trợ lực nha, anh em lưu ý nha, dòng xe custom 50 có trợ lực này rất là đẹp nha anh em. Hàng tháo xe kho nha các bạn. Anh em nào mà bị nhúng mà bị hư lâu ngày, nhúng bị hư, bị mòn, bị giãn, bật đạn thao, bị rơ lắc thì anh em phải lên nha, thay là anh em phải thay nguyên cặp cho đều. Anh em thay bật đạn không hoặc là xo không thì nó sẽ bị lệch nha các bạn, tại vì mình đi lâu ngày nó sẽ bị lệch. Rất là đẹp nha anh em. Này hiện tại thì mình đang còn khá là nhiều nha. Đấy, giá thanh lý cho anh em nha. Đây, giá thanh lý cho anh em lò xo dầu gà, nhớ nha, cái này anh em gắn cho xe custom 50 có trợ lực nha, có cái gắn trợ lực. Rồi, còn cái cặp lò xo không á thì anh em có thể xài chung cho mọi loại xe, nhưng mà cặp dầu gà chỉ xài riêng cho thằng 50 có trợ lực thôi. Còn anh em muốn mua lò xo dầu gà không, muốn mua lò xo không thì bên mình có bán lẻ lò xo không nha. Thì lò xo riêng, lò xo thì anh em có thể gắn mọi loại xe, 81, 86 custom DD xài chung, nhưng mà cái dầu gà thì nó sẽ khác đời nha các bạn. Thì cái dầu gà là dầu gà của thằng 50 có trợ lực nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng là qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện. Bên mình bán là nhận tiền chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo số điện thoại cho mình giúp mình. Cảm ơn tất cả các bạn.